Dạ vâng, shop bán hàng online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Trong một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm này thì gửi tới các bác những cái lụp để các bác bẫy những con chim trào mào chích chòe. Thì đối với cái video em giới thiệu sản phẩm này chủ yếu là những cái form Sài Gòn này các bác nhá. Đấy, bác nào mà xem được cái video em giới thiệu những cái form bẫy chim và cần sở hữu cho mình một cái lụp để bẫy chim thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn chốt đơn gửi hàng. Thì hình thức gửi hàng thì vẫn là ship CD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok phải thanh toán các bác nhá. Đây là những cái lô lụp mà em mới hoàn thiện xong này. Những cái mẫu lụp này chủ yếu là form Sài Gòn các bác nhá. Hàng thì chất liệu của nó là inox 304. Quay sát cho các bác xem về cái hình dáng form của nó. Form đối với cái form này thì nó rất là rộng các bác nhá, bẫy rất là nhạy. Đấy. Toàn bộ là được cuốn đồng xung quanh. Đấy, bên trong thì có ba cái cầu tử để giúp con chim nó truyền cành, rồi với cái diện tích rộng của cái lụp như thế này thì các bác có thể để cống ăn cống uống rất là ok các bác nhá. Đấy, để cống ăn cống uống rất là ok. Đây về phần cầu tử đây các bác này. Về phần cầu tử thì nó được làm từ những cây gỗ song các bác nhá. Ngoài ra nó có lò xo trợ lực. Lò xo trợ lực rất là ok. Đây về phần cuốn đồng này các bác. Đây cũng là cuốn đồng các bác nhá. Trên cổ của nó cũng cuốn đồng. Đấy, inox là inox 304 các bác nhá. Hàng thì nó có form sẵn rồi nên là làm rất là đều, làm rất là đều. Những cái lan lồng này thì chủ yếu là được cuốn dây đồng và nhỏ keo 502 các bác nhá, rất là chắc chắn này. Khi các bác nhân hàng các bác có thể kiểm tra được độ chắc chắn của sản phẩm. Đấy. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Trọng lượng của mỗi cái lồng này thì nó chỉ hơn 1 cân thôi. Đây là về phần cầu tử, về cái lưỡi gài đấy các bác này. Đấy, cũng làm rất là tỉ mỉ, cuốn đồng, trang trí rất là đẹp các bác nhá. Thì đối với mỗi cái sản phẩm đi theo như thế này thì nó sẽ có một đôi cống ăn, cống uống. Cống thì rất là to. Đấy, cống đây. Cống bằng nhựa các bác nhá, cống bằng nhựa. Rất là to. Về cái phần áo lụp ấy thì đây là những chiếc áo lụp chứ không phải là ba lô đâu các bác nhá. Đây là áo lụp đây. Áo lụp với đây là một bó trong một cái kiện hàng này. Áo lụp thì màu dàn di rất là đẹp. Form của nó thì ôm lồng các bác nhá. Ôm lồng. Thì đây là những cái lồng mà em cũng chuẩn bị đóng gửi cho khách này. Khách này lấy 10 chiếc các bác nhá. Đấy, khách lấy 10 chiếc. Form thì rất là đẹp. Ngoài bán sỉ ra thì bên shop còn bán lẻ các bác nhá. Các bác mua 1 2 chiếc hoặc là lấy sỉ thì bên shop sẽ để các bác những cái giá thành nó hợp lý hơn. Form lồng này thì trong cái thời điểm hiện tại thì bán rất là chạy các bác nhá. Bán rất là chạy. Ngoài đánh những cái form mà có chim mồi ra thì bên shop còn có thêm cả những cái chiếc mẹt để các bác bẫy mồi ăn. Thì mẹt của nó cũng là mẹt hai cánh các bác nhá. Mẹt hai cánh. Để mà sở hữu một cái combo đi đánh nhá. Đi đánh chim trào mào chích chòe thì các bác cần cho mình những cái lụp. Cần cho mình những cái lụp hoặc là cái mẹt để các bác sở hữu được một cái bộ để đi đánh các bác nhá. Đây là một cái kiện hàng gồm 5 chiếc. Nhìn rất là đẹp, rất là sáng các bác nhá. Inox thì chủ yếu là inox 304. Đây là về cái phần cửa của nó đây. Đấy, cửa thì cũng được cuốn đồng các bác nhá. Đây là một trong những cái sản phẩm mà bên shop bán được rất là nhiều và nhiều bác tìm mua. Thì trên thị trường thì nó cũng có rất nhiều các loại form, ví dụ form tam giác, form mái nhà, rồi một mặt hai mặt. Nhưng mà đối với cái mẫu sản phẩm lụp Sài Gòn, form Sài Gòn này thì được các bác tin dùng và các bác tìm mua rất là nhiều. Một năm thì bên shop bán sỉ cũng như là bán lẻ hàng nghìn chiếc các bác nhá. Toàn bộ những cái cầu tử ở trong này thì đã được làm và xử lý. Trong quá trình các bác sử dụng thì nó không bị cong vênh, không bị lứt các bác nhá. Sản phẩm rất là đẹp, giá thành rất là rẻ. Bác nào mà xem được cái video em giới thiệu những cái lụp để bẫy trào mào chích chòe mà muốn sở hữu cho mình một chiếc hoặc là giới thiệu bạn bè thì hãy để lại số điện thoại để bên shop được tư vấn chốt đơn gửi hàng các bác nhé. Một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.